Mời quý vị và các bạn lắng nghe podcast Điểm tin ngày 7 tháng 9 của báo Tiền Phong. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Đại đoàn kết, mới đây, lãnh đạo phường Quảng Cát, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận xảy ra vụ việc một nam thanh niên tử vong sau khi tông xe máy trúng cây gãy đổ. Theo đó, đêm 5 tháng 9, tại tổ dân phố 4, phường Quảng Cát có mưa gió lớn, cành cây đổ gãy chắn ngang đường Nguyễn Doãn Chấp. Anh NCC 20 tuổi, trú tổ dân phố 4, điều khiển phương tiện đi về theo chiều từ xã Quảng Minh về phường Quảng Cát thì đâm vào cành cây và bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo Người Lao Động, ngày 7 tháng 9, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Văn Tùng, sinh năm 1997, trú tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, về hành vi dùng vũ lực để khống chế chiếm giữ người. Trước đó, sáng 28 tháng 8, Tùng mang dao phá cửa kính xông vào nhà chị NTT, sinh năm 2005, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, kề dao lên cổ nhằm khống chế chị T. Do sợ hãi, chị T đã ôm theo con nhỏ 1 tuổi chạy ra khỏi nhà, nhưng đối tượng đuổi theo giằng lấy cháu bé rồi điều khiển xe mô tô bỏ đi. Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận do chị T từ chối yêu cầu của mình nên đối tượng đã bắt cháu bé để gây sức ép. Theo báo giao thông, do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa dông gió lốc mạnh khiến 7 người thương vong, 155 cây xanh gãy đổ, hư hỏng nhiều ô tô xe máy. Trong đó có một người thiệt mạng là chị LTT, sinh năm 1983 và anh HSL, sinh năm 1992 bị thương do cây đổ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai. 3 trường hợp bị thương ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm và 2 trường hợp khác tại quận Hai Bà Trưng. Ngày 7 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân bé trai HZTK, sinh năm 2019, tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật không phép số 57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku là do bị đánh. Theo đó, trưa 1 tháng 9, bà Phạm Thị Hồng, chủ của điểm nuôi trẻ, nhờ Nguyễn Ngọc Duyên, sinh năm 2003, là người trẻ khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần trí tuệ nặng, cho HZTK ăn cơm. Khi mới ăn được một thìa, ca bị ói nên Duyên đã dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng và lưng của bé trai, khiến bé bị hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và tử vong tại bệnh viện. Làn sóng phẫn nộ đang dâng lên ở Ấn Độ khi một người phụ nữ ở thành phố Lucknow bị tài xế và phụ xe cưỡng bức ngay trên chiếc xe cứu thương mà cô thuê để chở người chồng bị ung thư từ bệnh viện về nhà. Đáng phẫn nộ hơn, khi người chồng cố can thiệp để cứu vợ mình, thì tài xế và phụ xe đã ngắt nguồn oxy của anh khiến anh lâm vào tình trạng nguy hiểm. Người em trai đi cùng cũng bị đe dọa đến tính mạng, bất lực không thể cứu giúp. Sau đó, cả ba nạn nhân bị ném xuống xe cách nhà khoảng 150 km. Mặc dù người chồng được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương khác, nhưng anh đã qua đời. Máy bay ATR-72 của hãng Viopas mất kiểm soát trước khi lao xuống đất vào ngày 9 tháng 8, khiến toàn bộ 61 người trên máy bay thiệt mạng. Theo một quan chức của CENIPA, các đoạn ghi âm trong buồng lái cho thấy phi công phụ khẳng định có rất nhiều băng trong suốt chuyến bay. Các nhà điều tra nói rằng bình luận nêu trên của cơ phó cho thấy hệ thống làm tan băng của máy bay có thể đã bị lỗi. Ba chuyên gia khẳng định với Reuters rằng băng có thể đóng vai trò trong vụ tai nạn. Dù vậy, họ vẫn kêu gọi thận trọng vì báo cáo nêu trên chỉ là sơ bộ và có nhiều yếu tố dẫn đến tai nạn. Ngày 7 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế LB Bank Cup 2024 thông báo, do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga ngày 7 tháng 9 năm 2024 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ không tổ chức. Đội tuyển Nga sẽ về nước theo kế hoạch rạng sáng ngày 8 tháng 9 năm 2024, còn đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục chuẩn bị trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào 20 giờ tối ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức giải sẽ tiến hành hoàn trả tiền vé cho khán giả mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thời gian cụ thể thông báo sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.